Nhà đất đi Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình quận 12 cũng trên hệ thống Zalo, Facebook fanpage và website nhà đất đi Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một căn villa mini phố góc hai mặt tiền nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phan Ích, phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà đường thông nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà với diện tích ngang 6m rưỡi, độ dài 11m, thiết kế một trệt hai lầu và sân thượng. Nhà thiết kế rất là đẹp, có chỗ đậu xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà. Đặc biệt căn nhà chúng ta là căn nhà đường thông nha, đường 8m thông, cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng tầm 20m thôi nha quý vị. Con đường rất là sạch sẽ và an ninh, khu phố sang trọng. Và đây là bên góc bên hông mặt tiền có căn nhà. Căn nhà này thì xây rất là đẹp, đây giống như căn villa mini góc nha quý vị. Hẻm bên hông thì khoảng tầm 3m, và nhà thì có tới hai lớp cửa, một khoảng cửa vào khu vực sân này. Khoảng sân này thì gia chủ để máy giặt nha quý vị, và chỗ này chúng ta phơi đồ và giặt đồ, trồng cây xanh, có cửa ra bên hông. Và phía đường trước này sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cổng sắt bốn cánh và một lớp cửa cún bên ngoài. Ở đây thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà luôn. Đây khu vực đậu xe hơi, đây khu vực đậu xe hơi thì quý vị đậu xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà. Và khu vực này thì làm rất là đẹp. Quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà luôn nha quý vị. Phía dưới sàn thì ốp gạch 1m2. Và trong đây thì có sofa tặng kèm, cũng như là ngay khu vực để xe hơi là khu vực sofa kết hợp với tivi và màn hình tivi. Ở đây thì gia chủ đang chỉnh sửa tivi này quý vị. Phía sau là không gian của phòng bếp. Và căn nhà này thì có hướng đông bắc và gia chủ đang chào bán với giá là 9.200.000.000 nha quý vị. Còn bớt cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị yêu thích những căn nhà góc, những căn villa mini ngang 6m rưỡi trở lên thì hãy đi xem căn nhà này. Không gian bếp thì quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế, có tủ lạnh hai cánh aqua, có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có tủ bếp trên dưới và có khu vực bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, tủ rượu và vệ sinh phía dưới cầu thang. Đặc biệt căn nhà có khoảng sân bên hông như thế này thì quý vị có thể để máy giặt và phơi đồ ngay đây luôn. Và bên ngoài đây thì quý vị thấy này, phòng khách này. Ở đây thì chúng ta lùi bộ sofa vào một tí thì chúng ta đậu xe hơi nó thoải mái hơn nha quý vị. Đây là phòng khách thì có thêm tủ kệ tivi và tủ trưng bày rượu này. Đó, trên tường rất là đẹp. Và cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng với tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực và chéo tranh. Với giá bán 9.200.000.000 cho một căn nhà ngang 6m rưỡi, độ dài lên tới 11m, góc hai mặt tiền, thiết kế một trệt hai lầu và sân thượng, có 4 phòng ngủ, nội thất cao cấp tặng kèm. Và đây là một căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Phòng ngủ rất là rộng và mát với giường ngủ 2m, giường nguyên bộ nha, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và tủ kệ để đồ, cũng như là cửa ra sổ và cửa ra ban công rất là thoáng mát. Đây phòng ngủ số 1 này, đầy đủ nội thất nha quý vị. Ban công thì có ban công m2, và ngoài là ban công thì có lan can được làm bằng kính cường lực và tay vịn inox. Ở ngoài ban công này thì gia chủ có trồng thêm cây xanh và trần thì có ốp nhựa, trang trí rất là đẹp và tuyệt vời. Đây là không gian phòng ngủ và ban công của căn nhà. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có phòng vệ sinh trong luôn, phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt đặt bên ngoài, gương soi thì có đèn led, bên trong là bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên. Và qua bên không gian bên này là phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ cũng khá là đẹp, với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, tủ áo ngay kề bên giường, và một bên là tủ kệ tivi, ngay cửa sổ ra khu vực góc bên hông hẻm 3m. Có bàn trang điểm và có vệ sinh trong luôn nha. Với diện tích ngang 6, độ dài lên tới 6m rưỡi, độ dài lên tới 11m, diện tích công nhận dân số của căn nhà này là 56m2 đất, xây dựng kiên cố, một trệt hai lầu, nội thất cao cấp, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Đặc biệt căn nhà nằm trên trục đường thông tới 8m, nên quý chị mua ở, mua làm phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán, làm showroom, spa rất là tốt. Hướng nhà là hướng đông bắc thì đang phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý chị đang xem video trực tiếp căn nhà nằm trên trục đường Phan X ngay ngã tư Quang Trung và Phan X, phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Kế bên siêu thị Em Mắc đang xây trong
trục đường Phan Lợi Ích nha quý vị. Và từ nhà ra cái siêu thị Emax đang xây thì nó nằm khoảng tầm 300m thôi nha quý vị. Chúng ta đi bộ chưa đến 5 phút. Trên đây là không gian có phòng ngủ số 3 và số 4, thì hai phòng trên đây thì nó giống phía dưới. Nó đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và máy lạnh cũng như là vệ sinh trong luôn. Phòng ngủ rất là đẹp nha quý vị. Sàn thì ốp gạch giả gỗ màu tương đối là sáng. Phòng vệ sinh trong thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Vị trí đẹp, đắc địa, không gian thoáng tha sáng, sổ hồng riêng. Có tới 4 phòng ngủ và chỉ thiết kế theo kiểu Mila Mini, thấp, một trệt hai lầu thôi. Quý anh chị thích những căn nhà lùn lùn mà đỡ leo trèo thì diện tích lớn, góc hai mặt tiền, thoáng mát, đẹp đẽ thì hãy liên hệ với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với giá bán Huy Hùng đang chào bán là 9.200.000.000 đồng, còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ, được hỗ trợ vay ngân hàng và được làm giá tốt khi mua, cũng như là tất cả những căn nhà bên em chào bán đều là những căn nhà mới, sổ hồng riêng, đầy đủ, pháp lý rõ ràng, mua bán nhanh gọn. Xem thêm nhiều nhà khác trên hệ thống kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà của Võ Tân Bình thì quý vị nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và nhấn like để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán mới đẹp nhất khu vực quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà của Võ Tân Bình và quận 12, cũng như hệ thống website nhadathuyhung.com để xem và tham khảo thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Đất Huy Hùng có rất là nhiều sản phẩm đang chào bán để giới thiệu đến quý vị mua nhà và tìm nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này thì nó rất là gần với siêu thị Emax đang xây nên quý anh chị mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê đều rất là tốt. Đây là khoảng sân thượng bên trên lầu 2 này. Khoảng sân thượng này thì làm rất là đẹp và có vòi nước để chúng ta trồng cây. Bên trên thì có bồn nước và năng lượng mặt trời nhá. Chỗ này thì chúng ta làm thêm cái cầu thang leo lên trên mái này, gia chủ có làm lỗ sẵn rồi. Trên mái thì cũng đổ bê tông luôn và với giá bán là 9.200.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh thì quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, những căn villa mini góc hai mặt tiền, thoáng mát ở tuyệt vời, không gian xanh, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, có 4 phòng ngủ đậu được xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà thì hãy ghé thăm cái sản phẩm này, một sản phẩm phải nói là rất là tuyệt vời nha quý vị. Hướng nhà là hướng đông bắc, đang phù hợp cho đại đình mình, thuộc phong thủy là tây tứ trạch nhé. Và nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan căn villa mini góc này. Hãy liên hệ cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.